nhằm giúp các chị em nữ cán bộ công đoàn và đoàn viên nắm bắt thêm các bí quyết giữ gìn sức khỏe, nâng cao tri thức và chăm sóc vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ. Liên đoàn Lao động quận Phú Nhuận đã tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề Phụ nữ hiện đại, sức khỏe, trí tuệ và sắc đẹp vào sáng ngày 10 tháng 5 vừa qua. Tham dự hội nghị, 150 nữ cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn cơ sở đã được Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ những bí quyết giúp chị em phụ nữ biết cách chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, các mối quan hệ xã hội, cách thức nuôi dưỡng năng lượng tích cực và giảm căng thẳng trong cuộc sống. Buổi báo cáo chuyên đề diễn ra trong không khí vui vẻ, phấn khởi. Đây là dịp để các chị em phụ nữ trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau về những bí quyết, kỹ năng nuôi dạy, giáo dục con cái thời đại công nghệ 4.0, cũng như sự tinh tế trong việc giữ gìn gia đình hạnh phúc trong đời sống hiện đại.